Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Xuân Lộc vừa có buổi giám sát việc quản lý thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong nhân dân tại xã Xuân Định. Qua giám sát cho thấy, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt 100%, tổng số hộ dân được hợp tác xã trực tiếp thu gom chiếm tỷ lệ gần 96%, trong đó tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn đúng quy định là 72,1%. Còn lại số hộ đăng ký xử lý rác tại nhà đảm bảo yêu cầu không gây ô nhiễm môi trường đạt tỷ lệ 4,9%. Hợp tác xã Nông nghiệp Tấn Thành là đơn vị ký hợp đồng thu gom rác thải của người dân, thực hiện thu gom một lần một ngày với khối lượng gần 4.000 kg. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn bố trí 3 điểm thu hồi rác thải nguy hại trong sinh hoạt và 9 điểm thu hồi các bao bì, thuốc bảo vệ đặt trên cánh đồng nương rẫy. Đoàn giám sát đánh giá Xuân Định là đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, không có tình trạng rác thải vứt bỏ bừa bãi. Đồng thời yêu cầu địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức và người dân trong việc thu gom, phân loại rác thải đầu nguồn. Định hướng đến năm 2030, Xuân Định phấn đấu 100% rác thải phát sinh được thu gom và xử lý tại khu xử lý tập trung và 100% chất thải rắn trên địa bàn được phân loại tại nguồn.